Những ngày qua, Đà Nẵng liên tục chịu ảnh hưởng các đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ xuống thấp. Số lượng trẻ em và người cao tuổi khám điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố gia tăng. Chủ động phòng bệnh mùa đông là cần thiết trong thời điểm này. Đây là hình ảnh tại khu vực khám bệnh của Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng những ngày này. Trung bình mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận hơn 1.000 trẻ tới khám điều trị, hầu hết liên quan đến thời tiết như viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi. Cháu thường nên bị viêm phế quản. Cháu này viêm phế quản do cháu này bị viêm đường hô hấp ở phía ngoài thôi. Nhưng bác sĩ thì rằng cháu là chỉ vệ sinh được mũi và thứ hai là mình uống nước ấm thường xuyên. Viêm tiểu phế quản, viêm mũi dị ứng là những bệnh phổ biến ở trẻ khi thời tiết trở lạnh. Tuy nhiên, viêm phổi và hen phế quản là những bệnh cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, nếu trẻ có bệnh nền như hen suyễn hay hen phế quản cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị. Khi thời tiết trở lạnh thì là các em bé có thể là kích phát lên cái cơn hen cấp. Thì mình lưu ý là đối với các cái trẻ đó thì bố mẹ là nên là cho con đi tái khám hen định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ và đặc biệt là dùng thuốc theo đúng cái chỉ định và dùng thuốc hàng ngày theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ để mà tránh các cái trường hợp đó là nó tái phát cái cơn hen mà mình không có kiểm soát được. Ngoài trẻ nhỏ thì thời tiết giá lạnh cũng khiến người cao tuổi mắc nhiều bệnh lý. Những ngày qua, hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đều có số lượng bệnh nhân lớn tuổi đến khám tăng cao. Bệnh nhân chủ yếu mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, viêm phổi, xương khớp. Đối với những bệnh nhân mà bị đái tháo đường hoặc tăng huyết áp, đây là những bệnh lý mà mãn tính rồi. Có nghĩa là bệnh nhân phải điều trị thuốc suốt đời và phải điều trị thuốc đều đặn. Nghĩa là phải tái khám thường xuyên để bác sĩ kiểm tra các chức năng gan thận cũng như về huyết áp bệnh nhân có ổn định hay không. Bên cạnh đó thì bệnh nhân vẫn nên tập thể dục thường xuyên. Khuyến cáo đó là phải tập ít nhất là 30 phút một ngày và một tuần ít nhất là 5 đến 7 ngày. Bên cạnh đó thì cái chế độ ăn của bệnh nhân cũng nên được chú trọng. Dự kiến trong những ngày tới, Đà Nẵng tiếp tục đón đợt rét đậm, nên để phòng chống bệnh hiệu quả, ngành y tế khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất, vệ sinh thân thể, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.